Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, chào Quyền Linh và chị Cát Tường cùng ban tổ chức cũng như các bạn đây. Em là tên Lữ Chí Hiếu. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 25 tuổi. Sinh ra ở Tóc Trăng, còn lên thành phố sống từ nhỏ. Dạ, giờ đang làm nhân viên cho công ty điện lạnh Hoàng Anh ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Quận Bình Thạnh. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Trúc Phương, em quê Tiền Giang, hiện em cũng ở quận Bình Thạnh ạ. Ồ, vậy tốt quá. Em bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ, em năm nay 24 tuổi, em đang là kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là tạo cho người khác có nhiều niềm vui. Nhưng mà vui quá thì mọi người cười nhiều, làm y như cái chợ vậy. À, coi như mỗi chỗ nào mà có em tới là y như cái chợ đúng không? Dạ. Điểm yếu của em là hay quên. Một lần em làm thủ quỹ ở một công ty, em bỏ cái chìa khóa ở tại công ty. Sáng sau em phải lò mò đi lên sớm, sợ mất tiền nữa. Công ty gan quá cho em làm thủ quỹ vậy trời. Bạn trai bên kia, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc, không biết nhậu. Uống có mấy chai là bắt đầu em tới rồi, em tới bến rồi. Rồi không đi bar, rồi Nói chung là không có ăn chơi gì hết á. Vì đúng những không? Cái điểm mạnh đó mà có nhiều bạn nữ nói em như BD á. Nói gì? Nói em gì? Em như BD á, không biết ăn chơi gì hết. Ai nói em BD? Nhiều bạn lắm. Bạn nữ có nói không? Dạ có, bây giờ em ếch thì à. Rồi em có BD bạn thiệt có BD không? Không? Dạ không. Chắc không? Chắc. Cái đó để về đem tân hôn kiểm định. Điểm yếu của em là em cũng hơi nóng tính trong việc á. Tại vì ông chủ ông sai em đi làm không mà dẫn theo 2-3 thằng thì mỗi lần em nóng lên là em hay chửi. Mà tụi nó làm quá là em bực mình em bỏ về luôn. Tại vì tụi nó không làm hoàn thành á thì ông chủ cứ giao cho mình là chỉ biết mình thôi. Em mà bực quá là em cho tụi nó làm hết, không có làm. Với điểm yếu của em là chắc có lẽ em không được siêng lắm. Không được siêng nữa. Không được siêng bởi vì ông chủ chửi đúng rồi. Dạ không khó, không được siêng vụ làm việc nhà giúp mẹ á. À. Cứ làm về mệt cái nằm xe lai hoặc là trốn trách nhiệm. À, vậy là mai mốt lấy vợ là cũng không có phụ vợ đúng không? Dạ, cái đó cũng tùy hứng, tại vì không được siêng rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu tính ra là chưa được mối tình dắt da luôn á. Chưa có mối tình nào? BD mà sao có mối tình? Chết vậy. Nhỏ em quen là chơi nói chuyện trên Yahoo mà. Rồi cái Yahoo thì nhắn tin ra lắm mà điện thoại em biết nói gì á. Nhắn tin thì ra ý tưởng hơn. Tức là xưa giờ chưa có mối tình nào luôn? Chắc có mình thích người ta chứ người ta đâu thích mình. Em có thích con gái không? Dạ có, cái đây có. Có hôn cô nào chưa? Dạ hôn rồi. Hôn ai? Dạ hôn bạn nữ đó đó. Hôn mà người ta chê. Không. Các bạn ngày xưa gặp á trên Yahoo á. Gặp trên mạng mà hôn rồi hả? Dạ, tại có gặp mặt mà. Tại em kêu là tại nhà em nhỏ thì bạn nói như là muốn thử lòng mình sao không tin á thì em mới dắt về nhà xong thấy cái nhà kia. Hôn má hay là hôn môi? Dạ má môi luôn á. Hôn mà. Ủa mà hung xong mà người ta chê là sao, là không biết hung hả? Dạ chắc tại chê cái hoàn cảnh với lúc đó còn nhỏ quá chưa có việc làm chính chắn á. Chứ không phải là chê cái hung chứ không? Dạ. Thôi được vậy là cũng khẳng định là đàn ông rồi đó. Còn lần thứ hai thì cũng quen Yahoo mà quen được 1 năm luôn. Thì người ta kêu về quê Tiền Giang á, tại đó kêu về quê chơi đi em nhát. Bao nhỏ mà nó hồi về quê lỡ bị bắt cóc không đi. Trời ơi, bây giờ em rủ anh về Tiền Giang chơi kìa, cũng Tiền Giang luôn đó, em rủ coi. Rủ đi. Em sợ anh đi mà lạc đường về không về được á chị. Bên đây cô gái này cũng Tiền Giang luôn nè. Rồi bạn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình nhưng mà cũng không sâu đậm lắm. Tại cũng thời sinh viên thôi. Nên đến chương trình này em muốn tìm một bạn trai để có mối tình sâu đậm. Vì thanh xuân em cũng không còn nhiều nữa. Trời ơi, mới có nhiều tuổi rồi thanh xuân. Sao mà dữ vậy trời. Rồi, mẫu người lý tưởng của em sao? Cao, có răng khểnh, đẹp trai tí. Răng khểnh hết nguyên hàm được không? Chắc chết luôn à. Chắc chết luôn, gì đâu, đâu vừa vui. Không thấy cái đó đâu, không thấy cái đó. Không, bây giờ có công nghệ hết rồi. Có thể chỉnh lại. Rồi còn gì nữa không? Thích đi xa tí. Tại vì em cũng rất là thích đi phượt. Nếu đi phượt thì ấy chưa đi chỗ nào vậy? Từ khúc miền Trung trở lên là chưa có đi. Còn từ khúc miền Trung chỉ xuống là đi cũng gần rồi. Em đi phượt tới đâu rồi? Dạ chắc tới quận 6 hết rồi. Trời ơi. Cái ông này sao tôi nghi ngờ ổng quá, để tôi coi ổng sao. Đúng rồi. Trời. Không có sức đi hay sao cưng? Dạ không có, tại thấy điền mình nó buồn. Rủ đi Tiền Giang sợ không biết đường về, đi phượt đi tới quận 6. Phượt cái gì bên đó? Đứng lên đi coi coi có mạnh khỏe không. Thấy tướng cũng trời ơi cao ráo ngon lành gì. Dạ cũng có người nói cái mặt em điểu quá, nhìn giống Sở Khánh nên tại đâu có tin. Mấy người này ai chơi chơi em tôi dữ trời ơi. Nào chơi BD nè, nào chơi Sở Khánh nè, nào chơi điểu nè. Thấy mặt dễ thương quá mà. Ủa vậy sao kỳ vậy ta? Em cũng biết chắc tại mỗi nhìn nhìn có cái cảm nhận riêng. Nhưng mà giờ chị hỏi em nhìn gái em trong người em thích lắm không? Thấy gái đẹp là có khoái có mê trong người không? Dạ có mà hút gió cái nó quay qua nó lườm cái rồi hết luôn. Nó gặp con gái mà hít gió là sao? Hít gió là sao? Trời ơi. Không có kêu mà hút lớn lên coi. Cái người Việt Nam quê là nó không bị kêu. À để giờ đang quê. Trời ơi nè, em gặp con gái đẹp thì em phải tạo tình huống gì ga lăng để tiếp cận người ta chứ em hít gió, em kêu ai mà em hít gió. Vô duyên vậy, bởi vậy không có bạn gái đúng rồi. Bữa nay Quyết Chí có bạn gái không? Dạ chắc Quyết bao nhiêu phần trăm? Trăm đi. Trăm phải không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Dạ ăn nói mà dạng đầu to búa lớn á, hay chửi thề á. À gái nào chửi thề? Dạ cũng có chứ, tại em có chị điện lạnh bệnh viện á, có nhiều người vô cái chửi tiếng Đan Mạch không mà cũng sợ lắm. Sao? Chửi tiếng Đan Mạch không? Tiếng Đan Mạch á. Tiếng Đan Mạch á, gọi đệm mấy câu sau nó nghe kỳ lắm. Mẹ hối đến vợ chưa? Dạ cũng hối rồi, tại nhà có hai mẹ con à, với mẹ em già quá rồi. Tại bị hiếm muộn á nên vợ nói là thôi mày ghé mày cưới vợ đi, có gì tao có đi rồi thì nó cũng có hai người hôn hỉ chứ không mình mày cũng buồn. À là em là coi như là con cầu con thận khẩn đó hả? Dạ không, con hiếm á hả? Con một á hả? Dạ. Chắc là mẹ cũng cưng quá, sống với mẹ không. Ê xoay qua coi cái ngực có cái gì? Dạ bữa con kia nó leo thang á, nó rửa xong nó rớt xuống á, đỡ nó cào quẹt. Chứ không phải nhỏ nào cào hả? Dạ được, nhỏ nào cào nó cũng mừng. Phải không nha, chắc chắn nha. Chắc luôn. Thề. Sợ nhỏ nào cào không nói gì, sợ thằng nào nó cào nó chết chứ. Ô nào nó cào nó hề. Men đúng không? Dạ. Rồi, dễ thương lắm á. Rất dễ thương mà tôi đang không hiểu sao mà không có bạn gái ta. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì ngoại hình nó cũng bình thường. Ngoại hình em ấy chứ nó. Ngoại hình thì bình thường thôi, đừng có mập quá, em sợ tối mập cái đệm chết. Anh ơi, ngoại hình em hơi mũm mỉm thì sao? Mũm mỉm thì được, nhưng mà đừng có mập quá. Nó yếu. Nó yếu. Tại em cũng ốm nhơ mà đâu có. Mập quá yếu hả? Dạ. Tính thì phải có hiếu thảo với người lớn xíu. Thương người á. Gặp anh nào khổ cũng thương được đúng không? No. Vậy mà khổ như bé giấy số hay là những cậu bé thấp hạnh á, hơn được chứ còn mấy anh kia chắc chết nè. Không thích phụ nữ cái gì? Xe xua quá. Xe xua hả? Dạ với hung dữ. Tại em hiền, em hiền. Rồi để anh coi cô này hung dữ không nha. Chào em gái. Dạ chào anh. Không, này không hung dữ đâu. Không, tùy tính thôi. Chọc tới thì cũng phải hung dữ để bảo vệ bản thân mình chứ. Em ví dụ nóng quá em làm gì? Một là sẽ quăng rồ, hai là im không nói gì hết. Có chọi đồ vô người khác không? Không. Nhưng mà quăng đồ của người khác, tại vì em thấy là quăng đồ của mình rất là hao tốn tiền. Rồi cái này nó khôn ghê, dễ sao luôn. Tức là quăng đồ người khác đúng không? Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông nhất? Nhất là cái tính hay nhây á. Nhây? Con trai có nhây không? Dạ em có lầy chứ không có lầy. Không, bên đây cũng dễ thương nè, nhẹ nhàng nè. Anh thấy không có khó đâu. Hơi mũm mỉm chút. Rồi hôm nay mình đi có người thân đi theo ủng hộ không em? Dạ có chị đồng nghiệp của em. Dạ em xin chào hai vị MC, xin chào mọi người có mặt ở trong trường quay. Chào em trai luôn. Chị cảm nhận thì bạn ấy cũng thật thà chân thành. Ngoại hình thì chị nghĩ là nó hơn những gì chị em mình mong đợi. Và chị cũng như mấy bạn đây rất là mong muốn sau cái chương trình này thì cái mối quan hệ của hai bạn sẽ đi xa hơn và được tốt đẹp. Rồi xin cảm ơn mọi người. Rồi cảm ơn em. Ai đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Hay quá, chào cô. Dạ chào cô. Dạ chào MC Cát Tường, chào MC Quyền Linh. Tôi là mẹ của Chí Hiếu. Tôi thấy bé gái bên đây cũng xinh xắn dễ thương. Mà không biết có chịu nổi cái tính của con Hiếu không? Nó hiền lắm, nhưng mà có cái nó cọc lên rồi nó quạo thì nó không có giữ được cái bình tĩnh. Mà con có làm dâu được không con? Con thấy cũng bình thường cô. Rồi hiện giờ con đi làm cái gì? Dạ con làm kế toán. Kế toán của công ty gì con? Dạ công ty quận 10 cô. Thì hai đứa cứ qua lại với nhau đi chơi, cô cũng không có khó khăn. Mà nếu hợp thì tiến tới hôn nhân. Con trai cô thì con cứ tự tin đi, tại vì ảnh chỉ có nóng tính, nhưng mà lúc ảnh nóng thì con nín thôi. Nhưng mà ảnh rất là tốt tánh, nó thương người, nó ra đường nó thấy những người ăn mày xin là nó hay cho lắm, cho cả tiền ăn sáng của mình luôn, nhịn đói làm luôn. Người ta chúc mừng sinh nhật mẹ đó thì người ta mua cái bánh sinh nhật về chúc mừng, còn anh này ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ, mẹ đi làm không có nhà đem về nhà để mẹ ơi, bữa nay con chúc mừng sinh nhật mẹ nha, con treo bịch ra bún nước lèo Sóc Trăng cho mẹ đó. Tại vì ảnh quan tâm, ảnh biết là mẹ ảnh thích món đó, tại vì cô là người Sóc Trăng, còn ba của Hiếu là ở Sài Gòn đó tới giờ đó, thành ra rồi giờ sống là sống ở nhà chung, nhà của ông bà nội, nhà thì nhỏ lắm nhưng mà đều ấm cúng. Cô cũng biết nói sao hơn, mà chúc cho hai đứa được mọi điều tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Rồi, bây giờ thì giờ kéo đèn lên nha, để cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Chuẩn bị. Kéo hàng rào. Hello. Chào ấy, chào anh. Chuẩn bị chương trình, cái này Hiếu tự làm để tặng nhân ngày kỷ niệm lần đầu tiên gặp. Cảm ơn Hiếu. Phương cũng có tặng một món quà cho Hiếu. Hiếu có thể mở ra. Thank you. Cái tờ giấy này có thể mở ra nữa. Đố Hiếu trong đó ghi gì? Chắc ghi chữ Việt Nam. Ủa? Trái tim hả? Không, nó không có ghi chữ. Tại vì mình cũng thích vẽ nên mình muốn bạn đi vẽ với mình. Chúng ta cùng vẽ thì nó sẽ ý nghĩa hơn. Cảm ơn Phương nhiều. Cảm ơn Hiếu. Rồi món quà của Hiếu là gì đây? Chia sẻ với bạn gái đây nè. Dạ, cái đó em coi trên YouTube á, thấy nó làm đẹp nhưng mà em biến tấu lại một xíu. Ủa là em tự làm luôn á hả? Dạ, làm mình lên. Con trai tự làm được cái này là cũng xuất sắc rồi nha. Nè, mà khéo tay đến mức giống thực nữ đi luôn á. Quá khéo tay luôn. Lần đầu gặp ấy. Sao cả lắm đói, bình tĩnh. Dạ em bị run. Lần đầu gặp ấy có cảm nhận gì về Hiếu không? Anh em. Dạ kiểu ấy. Anh em. Em Phương có cảm nhận gì về Hiếu không? Có một chút thiện cảm, bởi vì anh rất là tỉ mỉ. Em đi làm là được rảnh những giờ nào vậy? Em thì hơi full, tại vì em có học buổi tối nữa. Em chỉ rảnh bữa thứ Bảy và Chủ Nhật thôi. Tại vì em đi học cũng nhiều lắm, nên cái thời gian đó nên em không có bạn trai. Có sao đâu, học là tốt mà. Hẹn hò sao cho nó lãng mạn nè. Ủa hẹn hò sao chứ Linh? Hẹn hò là hỏi em rảnh lúc nào, chở qua chơi hay đâu đó. Đưa em đi đâu chơi? Bí đề tài rồi. Bí gì? Thì hỏi em nè, em thường em rảnh buổi nào? Ở trong thành phố em thích điểm nào? Em thích lãng mạn không? Đáp ứng nhu cầu đó là hẹn hò đó. Hồi hẹn hò nó hỏi hẹn hò sao? Không đâu. Nếu được thì ngày mai Hiếu mời Phương buổi tối đi. Hôm nay luôn đi. Với mấy chị đi ăn ở Phạm Văn Đồng được không? Chiều nay tại vì em cũng muốn về quê với mẹ em, tại mẹ em bị gãy tay nên em cũng muốn về. Hẹn bữa khác đi. Sẵn đi luôn, sẵn đi luôn. Đi ké được không vậy? Nếu anh muốn thì cũng được. Nhưng mà chạy từ từ thôi chứ chạy nhanh quá mù đường luôn á. Quá sẵn đi, sẵn về thăm má vợ tương lai luôn. Nói vô chiều nay đi luôn. Nếu được. Nếu mà thấy mình có tâm lý vững vàng hơn thì mình đi. Còn không, bữa nay đổ mồ hôi quá trời luôn. Không, anh biết đi bữa nay. Đây cơ hội ngàn vàng đó. Vậy anh nói bận quá bữa khác cũng được mà. Không được. Bữa nay luôn. Bắt buộc phải đi, nói đi. Vậy chiều nay bắt buộc đi được không? Chú Linh đừng có dục nữa. Đang bước tóc gãy đầu kìa. Xỉu tại chỗ luôn bây giờ. Em đi mấy giờ? Ấy đi mấy giờ và mai về hả? Mai lên chiều, đi chiều tối tại vì cũng gần. Vậy cho mình đi với. Cho đi ké có chỗ ngủ không? Có chỗ ngủ chứ. Quán anh em của mở quán ốc thì anh cứ đi vô phục vụ. Hả? Phục vụ ốc nào chịu nổi cái bụng này trời. Dứt khoát chị đi không? Chị bạn nữ cho phép thì em đi chứ. Thôi không cho phép cũng đi nữa, đi thăm coi như bạn bè mà. Mấy giờ em đi? Dạ 3 giờ. 3 giờ đúng không? 3 giờ có rảnh không? Dạ hôm nay em rảnh nguyên ngày. Nguyên ngày luôn. Đi xong rồi có thể về được hoặc sáng mai về cũng được. Dạ. Hả? Dạ. Được không em? Dạ chắc được. Chắc được đó, quyết tâm nha. Mình xuống mình thăm gia đình luôn, coi như bạn bè đi đó đúng không? Rồi hướng gì tương lai thế nào hai bạn nói chuyện luôn đi. Ấy nghĩ bao nhiêu lâu là cưới là vừa đủ? Cũng phải có thời gian khoảng 5 hoặc 2 năm. Mai mốt lấy nhau về thì ai quản lý kinh tế trong nhà? Hỏi ấy luôn đi. Dạ chắc em tính giữ tiền không có được. Em mà giữ tiền là như nó có răng nó cắn, nó phải đi hết à. Nên thôi cứ cho nữ giữ. Nhưng mà nếu dụ mà cần thì chắc cũng xin lại. Chưa giữ hết chắc em chết. Em thì không có ba cái vụ kia nên tiền nó cũng còn, nhưng mà cái bụng của em nó cũng ăn hơi nhiều nên cũng sợ. Nghe ông này em cô gái mà tôi mệt dễ sợ, đứng lên coi cái gì mà mồ hôi một kê đổ tùm lum vậy, tiến tới. Từ từ. Rồi, từ từ gì ai làm gì đâu từ từ. Nó tay dính mồ hôi, tay dính mồ hôi. Rồi anh khoanh tay chi, nắm tay. Rồi nhìn thẳng mặt bạn gái nè. Hai người nhìn thẳng mặt nhau. Nói mỗi người một câu thôi, nhẹ nhàng tình cảm không có cà lâm, hít thở sâu vô. Hôm nay gặp em lần đầu tiên anh cảm nhận như thế nào? Rồi 2 3. Nhìn thẳng vô mặt cổ. Hôm nay ấy cảm nhận như thế nào? Cảm nhận cũng được. Bạn rất là nhiệt tình và rất là dễ thương. Sao nó rung quá, sao nó... Còn mình cảm nhận về bạn gái? Cái cảm nhận của Hiếu là Phương mũm mỉm dễ thương, chứ không có bự quá, chứ không có dữ quá. Nói chung là dữ thì không nói trước, tại vì cũng có lúc nóng tính, lúc mình cộng mình không biết được điều gì xảy ra, nhưng mà có phải được kiềm chế lại. Nếu mà lúc mình nóng thì có thể là Hiếu làm cho ấy nguội, còn lúc Hiếu nóng thì ấy làm cho Hiếu nguội được không? Tại vì có ông bác hai á, thì gia đình vậy luôn á, 70 mấy năm rồi sống hạnh phúc lắm, thì có bắt chước vậy đi. Ấy cho phép chiều nay chiều nay đi ké thì thí dụ đi ké đừng chạy nhanh quá nha, tại xe yếu với tay nghề không có, tay lái không có cứng, sợ bỏ rơi giữa đường là ngu luôn á. Mình chạy cũng bình thường chứ không đến mức luôn mà vốn qua mà không ai thấy ai đâu. Vậy ủa lát nữa ấy có bấm nút không vậy? Rồi yeah, xuống. Yeah, ngồi đây được rồi, ngồi xuống. Đàn trai á rất là dễ thương, rất là thật lòng, chân chất nữa nha. Ấy khó tìm ấy bên đây lắm á, mà bên kia cũng dễ thương nữa ấy hả? Dạ dạ ấy. Anh Mười Lịch. Bây giờ hát câu nghe tỏ tình bạn gái rồi. Hát. Em hát dở lắm. Kệ, mà hát dở mới ấn tượng. Đâu hát thử có cà lâm không? Dạ hát. Và rồi anh sẽ không nói không hứa, chớ che cho đời em, mà anh sẽ nắm lấy tay của em mỗi khi em thấy buồn. Anh sẽ đi với em đến lúc hết con đường đời. Tình yêu anh trao em đơn giản như thế thôi, không cao sang xa vời. Rồi dạ. Hát hay quá trời luôn, hay quá. Bây giờ để tay vô nút bấm đi. Bây giờ mình lắng động lại, suy nghĩ, nhắm mắt lại đi. Hiếu với ấy, nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Em nhấn không được. Sao vậy? Em nhấn vô mà có được không? Nè em nhấn cái vô đâu đâu. Trời ơi, củ yếu của em nhấn ở ngoài không à. Đưa ngón tay ra mới nhấn được chứ. Đập sao nó vô. Ấy có biết là bên đây ấy là nhấn liên tục không? Còn bên kia ấy cứ sờ ấy bóp không à. Nắm tay nhau đi. Cho ké cái tay cái. Ké gì? Rồi ké trên má một cái luôn. Nói là Hoàng ấy cho mình ấy một cái. Ấy cho mi cái. Bắt đầu vô tấn công. dễ thương lắm. Các bạn thật sự là một cặp đẹp đôi đấy. Và nhớ đi thăm mẹ bạn ấy rồi mình trò chuyện với nhau nha. Chạy chậm chậm thôi nha. Nếu có điều kiện thì chở ấy đi cho đỡ khỏi hai chiếc xe đi hai ấy nha.